Chào các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Emicorum. Đây là cái giấy trắng quay vào của dự án này. Các bạn có thể nên ra trang web chính thức là Emicorum Lite để đại cái phiên bản giấy trắng về. Đây là cái phiên bản mới nhất, mục lục những content nội dung có trong dự án này. Thì ở đây Ami là thẻ không được sử dụng bất kỳ mục đích ngoài quy định của giấy trắng này. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn. Thì cái nền Emicorum này là cái nền tảng có thể chị có thể tham gia những cái gì, các bạn có thể tham khảo hơn. Thì tóm tắt về cái Emicorum này là một nền tảng cho nhân dân, do nhân dân và của nhân dân. Emicorum là một blockchain dựa trên cái những người đóng góp thị trường P2P và hệ sinh thái cho bán vé lễ hội âm nhạc và buổi hòa nhạc. Thì lễ hội người đam mê concert của người mua sẽ có thể mua với cái token AMI từ người bán tại không khí dịch giao dịch và không khí xử lý. Thì Emicorum này sẽ là một hệ sinh thái blockchain sáng tạo, đó sẽ gỡ các liên hoan âm nhạc hệ sinh thái và buổi hòa nhạc và phi tập trung hóa và các thị trường bán lại vé. Thì Emicorum marketing phân tích và phạm vi nó cho thấy cái tỷ lệ kép hàng năm tăng trưởng của ngành âm nhạc. Bán vé trực tiếp sẽ trung bình 6,92% là giá trị ở đây tương với 24 tỷ vào năm 2021. Thì đối thủ cạnh tranh sau khi phân tích thị trường thì ta thấy rằng không có đối thủ cạnh tranh với những lĩnh vực khởi động và chạy nền tảng như vậy. Dựa trên cái thời gian thực giá trị crypto tệ, đây là sẽ là đầu tiên của loại hình này. Thì các bạn có thể thấy chi tiết dưới đây. Thì ở đây có những cái fiat tiền tệ khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái thách thức trong cái đồng tiền pre-sale trong cái ngành công nghiệp này. Thì các bạn có thể thấy ở đây nó có thể dựa vào kết quả của người mua online hoặc người bán trả cho cái vé này. Thì cái nền tảng này sẽ lấy những cái của người mua và cung cấp cho những cái người khác để có thể giảm cái chi phí và sử dụng cái vé này cho cái giá tốt nhất. Thì Emicolai này sẽ cung cấp cái tính năng bảo mật về cái tiền của bạn và những cái vé bạn mua, và nó có thể overview tổng quan về cái dự án này. Các bạn có thể thấy đây, đây là cái thị trường hệ thống platform của dự án này, và có thể dùng cái người mua có thể confirm cái vé này, và ở cái giá vé này sẽ có trong cái quy trình mua của bạn và sẽ được liệt kê trong vé của họ. Giá vé sẽ được tính bằng cái tiền tệ fiat trong trên cái và sử dụng cái thị trường để tính toán cái với tại cái thời điểm xác nhận mua, và nó có thể thực hiện trao đổi token đổi lại vé hoặc dựa trên cái ethereum blockchain giao dịch được xác nhận sau khi xác nhận được cái mã thông báo được gửi tới cho người bán, và người bán có thể sẵn sàng mua trong cái tài khoản của họ để có thể đánh xuống và sử dụng tại cái sự kiện này. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy ở đây nó cung cấp những cái chức năng chính bao gồm tạo cổng thông tin cho người dùng, người mua, người bán, tích hợp với nền tảng nhận dạng an toàn KYC cho người sử dụng và hay các cái ví tiền tích hợp cho người mua, người bán, hay hòa giải người bán hàng hoặc chuyển tiền cho người bán sau khi xác nhận cái mạng và xác nhận cái độ blockchain, hoàn toàn bằng bảo mật thông tin và trao đổi vé được phân cấp cho người mua và người bán. Đây là cái phần thưởng vé của cái Ami Chrome Live này. Các bạn có thể xem những trên cái concept cơ bản hay những cái giá trị từ mua. Nó sử dụng cái blockchain cho ERC20 của Ethereum. Các bạn có thể xem về cái những cái sáng tạo người dùng tạo ra cái Emicorum này nền tảng như thế nào. Thì người dùng đây sử dụng cái profile thông tin của mình và những cái ví content của mình và cái sử dụng hợp đồng thông minh smart contract. Thì ở đây là cái chương trình token
của cái dự án này. Các bạn có thể thấy ở đây cái tổng cái lượng token có để mở bán là 50 triệu token, cái giá là 0,05 đô một token. Hình thức thanh toán chấp nhận ở đây qua Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Card. Thì tổng những nguồn cung cấp ở đây là 40 triệu token, short cap là 3 triệu đô và hard cap là 20 triệu đô. Thì chương trình token này có thể sẽ mở bán trước pre-sale ICO là 20%, bonus token trong chương trình mở bán công khai 10%, mở bán token trong token cap 10 AMI token. Về cái phân bổ của dự án này thì tổng cái chương trình ICO này sẽ phân bổ cho 80% quỹ và quản lý đội nhóm 15%, cố vấn 2% và marketing tiếp thị lòng trung thành hiện thượng 3%, ICO chiếm tới 80%. Rồi quy ở đây thì 45% mình cho phát triển sản phẩm, 30% mình cho tiếp thị marketing, 15% mình cho ký quỹ và bảo mật, 10% mình cho công việc khác. Thì dưới đây là các bạn có thể thấy ví ở đây các bạn có thể sử dụng những cái hỗ trợ của ERC20 token để hỗ trợ cái được cái token này, ví dụ như mà Ether Quartlet. Thì dưới đây là những cái kế hoạch của cái dự án này, thì nó sẽ đưa vào cái kế hoạch phát triển của cái dự án này cho người dùng và phát triển những cái truyền thông trong cái và sử dụng đối tác này để phát triển hơn nữa. Thì ở đây có những cái tại sao chúng ta cần đầu tư vào cái dự án này. Các bạn có thể thấy ở đây những cái ưu điểm nổi bật của dự án. Thì ở đây tại sao ta nên niêm yết và mua tại Ethereum Line này, với cái tokenization không giao dịch và không phí xử lý, hay là cái công cụ tài chính mới với cái tính minh bạch thị trường hoàn chỉnh, tăng nhu cầu do người bán và người mua thu nhập giao dịch kiếm tới 20% số tiền giao dịch của bạn và tăng trưởng cái thẻ của bạn cho người sử dụng là cái nền tảng dùng nền tảng này. Cái ngành công nghiệp là những mục tiêu của dự án này thì bán vé thứ cấp với cái vé doanh thu 8,9 tỷ trong 2016 và trung bình của năm trong 2021 là 6,92%, với thị trường mục tiêu là 20% là 24,55 tỷ trong năm 2022. Đây là đội ngũ của cái dự án này, các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết trên trang web chính thức về đội ngũ nòng cốt của cái dự án này. Thì các bạn có thể truy cập cái link dưới đây Telegram để liên hệ với chúng tôi để đáp những thắc mắc của dự án. Thì đây là roadmap lộ trình của dự án này. Thì bắt đầu cái dự án này, ý tưởng ở tháng 10 2017, tháng 12 bắt đầu xây dựng ý tưởng, tháng 1 2018 thì bắt đầu chương trình private mở bán tư nhân và chuyển về trang web, trong tháng 3 này bắt đầu cái mở bán chương trình pre-sale và đầu tư, quý 3 2018 thì bắt đầu mở bán giai đoạn 2 pre-sale, quý 3 2018 bắt đầu mở bán ground sale giai đoạn 3, 4 là phiên bản nền tảng beta bắt đầu mắc, và quý 4 2018 bắt đầu kết với cái các đối tác phát triển, và quý 1 2019 thì bắt đầu cái nền tảng mục tiêu ở trong châu Âu, các nước châu Á. Thì ở dưới đây là những thông tin thêm về cái dự án Amicondum này. Các bạn có thể kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội như Medium, Facebook, LinkedIn, Telegram, Twitter, TikTok. Thì đây là cái giấy trắng white paper. Các bạn có thể lên trang web chính thức để tải về cái mục giấy trắng này, tìm hiểu thêm chi tiết hơn về cái dự án Amicondum, tham gia ngay bây giờ, nhận được những ưu đãi tốt nhất về dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.